Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Và tiếp theo, sau khi mà chúng mình đã tìm hiểu về đề tài, đã tìm hiểu về chủ đề của văn bản tôi đi học này rồi, thì chúng mình hãy tìm hiểu về tâm trạng của nhân vật. Và tâm trạng của nhân vật thì chúng mình cũng sẽ tìm hiểu qua 3 phần thuộc sách giáo khoa. Và 3 phần đấy thì chúng mình cần phải đọc ngữ liệu trong trong sách giáo khoa thì mới có thể trả lời được câu hỏi của chị, chứ không phải là tự nhiên là câu trả lời rơi từ trên trời rơi xuống đâu nhá. Cho nên là chúng mình cần phải tập trung, chúng mình cần phải tập trung các em nhá. Và tập trung ở đây đó là gì? Tập trung lắng nghe chị giảng, tập trung lắng nghe chị hỏi, tập trung suy nghĩ và tập trung tự trả lời, chứ không được là đợi chị gợi ý, không được là đợi chị trả lời xong rồi chúng mình chỉ viết luôn vào trong vở. Như thế thì sẽ không ổn đâu, mà chúng mình cần phải hình thành nên cái tính tự lập, cái sự tự tư duy của bản thân. Tức là khi mà chị đặt câu hỏi ra thì chúng mình phải suy nghĩ, phải tìm ngữ liệu ở trong sách giáo khoa để tự trả lời cho những cái câu hỏi của chị nhá. Và nhân vật tôi trên đường đến trường. Vậy trong phần 1 nhân vật tôi trên đường đến trường thì có những chi tiết gì đặc biệt? Các em hãy đọc phần 1 để tìm giúp chị những chi tiết đặc biệt giúp việc miêu tả tâm trạng của nhân vật tôi trên đường đến trường. Và ở đây thì chị sẽ để phần nhỏ, để cái phần sách giáo khoa nhỏ ở đây để chúng mình có thể làm việc cùng với nhau ở trên sách giáo khoa luôn. Chị sẽ để cái hình của chị ở dưới này nhá. Được chưa? Chị sẽ để hình của chị ở đây và chúng mình sẽ làm việc cùng với nhau. Ở phần 1 thì tâm trạng của nhân vật tôi được miêu tả qua những chi tiết nào? Làm việc, tự làm việc, tự trả lời câu hỏi. Chị sẽ đưa ra gợi ý này về nhân vật chi tiết, những chi tiết để miêu tả cho cái tâm trạng của nhân vật tôi trên đường đến trường. Thì các em có thể tìm những cái chi tiết miêu tả về thời gian này, những cái câu văn miêu tả về thời gian này, nhưng hoặc là những cái câu văn miêu tả về không gian này, và những cái câu văn miêu tả về tâm trạng của nhân vật này. Và sau đó thì chúng mình sẽ rút ra được kết luận nhá. Về thời gian nhân vật tôi trên đường đến trường thì ngay vào những cái câu văn đầu tiên của văn bản mà trước đó chúng mình đã đọc với nhau thì các em có thể nhận ra ngay đó là gì nhỉ? Đó là câu văn hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Vậy thì các em thấy không? Về thời gian của nhân vật này, đó là thời gian cuối thu và đó là thời gian lá ngoài đường lúc này thì rụng nhiều và trên không thì có những cái đám mây bàng bạc. Đám mây bàng bạc chứ không phải là đám mây màu màu xanh, bầu trời xanh, bầu trời cao, mà đám mây bàng bạc nó giống như lòng người lúc bấy giờ. Và thời gian lúc này là thời gian cuối thu, tức là tầm khoảng cuối tháng 8 là chúng mình tựu trường. Thì nhân vật tôi lúc này khi mà nhìn ở ngoài đường ấy, nhìn cái khung cảnh, nhìn cái thời gian, nhìn cái bối cảnh không gian ở ngoài đường ấy, thì bất chợt nhớ về cái kỷ niệm ngày đầu tiên mà tác giả đến trường ngày đầu tiên. Và ngoài ra này, còn có chi tiết gió lạnh này. Gió lạnh đó là gì nhỉ? Buổi mai hôm ấy này, các em nhìn thấy chuột là chị Di chưa? Buổi mai hôm ấy, câu văn nhá. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Đây là câu văn cũng miêu tả, cũng giúp cho cái việc miêu tả thời gian ở đây cụ thể hơn. Ngoài thời gian cuối thu ra, thì có miêu tả thời gian lúc này là thời gian có sương thu và gió lạnh. Và tiếp theo, về không gian trong văn bản này có điều gì đặc biệt? Chắc hẳn là có nhiều bạn đã trả lời được ngay rồi đúng không nào? Về không gian trong văn bản này, đó là không gian chúng ta có cảnh thiên nhiên như thế nào nhỉ? Cảnh thiên nhiên ở đây này, có đám mây bàng bạc này, có lá rụng nhiều này. Về không gian này, về cảnh thiên nhiên này, quang cảnh bên đường đó là gì? Mây bàng bạc này, lá rụng nhiều này. Và tiếp theo này, ngoài ra còn có cảnh thiên nhiên nào đặc biệt nữa hay không? Còn có khung cảnh nào đặc biệt nữa hay không? Khung cảnh nhá, thì chúng mình có thể tìm những câu văn miêu tả này, cảnh thiên nhiên này, hoặc là cảnh con đường này, hoặc là cảnh con người này. Thì tất
cả những cái điều đó thì sẽ tạo nên cái khung cảnh này. Nếu như mà cảnh thiên nhiên chúng ta có câu văn là mây bàng bạc, lá rụng nhiều ngoài đường, khi tác giả nhớ về cái kỷ niệm ngày đầu tiên tới trường thì chúng mình còn bắt gặp này về hình ảnh con đường này. Về con đường thì sao nhỉ? Con đường tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Về con đường ở đây cũng là một cái chi tiết miêu tả không gian, khung cảnh vô cùng đặc biệt đấy các em ạ. Về khung cảnh ở đây, về con đường, chúng ta có khung ảnh con đường, cảnh vật vốn quen, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Lạ là bởi vì không phải là con đường bây giờ được xây mới, được đổ bê tông mới, mà lạ ở đây là bởi vì tâm trạng của nhân vật thay đổi, cho nên là tác giả nhìn xung quanh cũng cảm thấy có một cái sự gì đấy rất là khác lạ, cho nên là cái khung cảnh không gian thì còn một điều đặc biệt, đó là khung cảnh về con đường. Ngoài ra về con người thì sao? Về con người, khi mà tác giả nhìn thấy những đứa trẻ rụt rè núp dưới nón mẹ thì tác giả lại nhớ về cái kỷ niệm lần đầu tiên tác giả đến trường, cho nên là chúng mình sẽ ghi lại nhanh những cái ý chính, những cái phần phân tích nhanh về về cái tình huống đầu tiên, đó là tình huống nhân vật tôi trên đường đến trường. Và như chị cũng đã nói rồi đấy, đó là chúng mình sẽ tìm những cái câu văn miêu tả về thời gian nhé, những cái câu văn miêu tả về khung cảnh hai bên đường, về không gian hai bên đường, thì chúng mình sẽ rút ra được điều gì? Đó là chúng mình sẽ cần phải chỉ ra được tâm trạng, chúng mình chỉ ra được về thời gian, chỉ ra được về khung cảnh, về không gian rồi, chúng mình cần chỉ ra được về tâm trạng nữa. Nhưng chỉ ra như thế là chưa đủ, chúng mình cần phải rút ra được cái sự phân tích về tâm trạng, tức là tâm trạng của nhân vật như thế nào trong cái không gian, trong cái thời gian như thế nữa các em nhé. Vậy những câu văn nào đặc biệt miêu tả về tâm trạng của nhân vật đây, đó sẽ là tâm trạng như thế nào nhỉ? Các em có nhìn thấy câu văn "Tôi không lội qua sông, thả diều như thằng Quý, và cũng không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa"? Thì cái câu văn đấy đã thể hiện cái sự nghiêm túc học hành của tác giả, tức là lúc này thì tác giả không còn mải chơi nữa, không lội qua sông thả diều, không ra đồng nô đùa nữa, mà hôm nay tôi đã đi học rồi cơ mà. Ngoài ra thì còn câu văn nào khác không? Đó sẽ là câu văn gì nhỉ? "Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn". Câu văn này thì thể hiện cái điều gì nhỉ? Thể hiện cái sự trang trọng, thể hiện cái sự người lớn của tác giả. Nếu như là bình thường ấy thì các bạn nhỏ thì hay mặc áo may ô, mặc quần đùi, chạy ra đồng chơi. Nhưng mà hôm nay này, khi mà các em nhìn tranh minh họa ở trong tác phẩm này, ở trong con chuột mà chị đang chỉ, hoặc là các em nhìn tranh minh họa rõ nhất sẽ là ở trong sách giáo khoa trang 15, thì em nhìn thấy đây, nhân vật khoác lên mình một bộ quần áo như thế nào, một chiếc áo dài thời ngày xưa các em ạ. Mà các em nhỏ bây giờ khi mà các em khai giảng ấy thì chúng mình không mặc áo dài nữa, mà chúng mình sẽ mặc đồng phục. Tuy nhiên là điểm chung ở đây đó chính là nếu như mà ngày xưa các em hồi mà chưa đi học ấy thì chúng mình sẽ đều mặc những cái bộ quần áo rất là thoải mái, mặc áo may ô, mặc váy, mặc quần đùi chạy ra ngoài chơi. Nhưng mà hôm nay tác giả lại thay đổi, mặc một bộ áo dài rất là đẹp, và trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Nhưng cái điều này thì đã góp phần tạo nên cái sự gọi là nghiêm túc học hành ngay từ cái thời gian khi mà tác giả trên đường đến trường. Vậy các em sẽ cảm thấy tâm trạng của tác giả như thế nào thông qua phần thứ nhất? Tâm trạng của tác giả được thể hiện như thế nào đây? Đó sẽ là một cái tâm trạng vô cùng nôn nao, vô cùng náo nức, vô cùng tưng bừng, vô cùng rộn rã, đúng không nào? Nhưng lưu ý này, về sự kiện kể chuyện trong văn bản này thì là một điều vô cùng đặc biệt. Đây không phải là sự kiện đang diễn ra, mà là khi tác giả bắt đầu thì viết ở hiện tại, tuy nhiên là lại kể về một câu chuyện, kể về một kỷ niệm trong quá khứ, đúng không nào? Cho nên là những thời gian, những cái không gian mặc dù là ở hiện tại đấy, nhưng mà lại gợi nhắc về những cái kỷ niệm từ trong quá khứ, tức là về ngày này ở trong quá khứ thì cũng là cuối thu, cũng có gió lạnh, cũng có mây bàng bạc, và không gian thì cũng như vậy. Và tác giả lại nhớ về cái ngày đầu tiên mình đi đến trường và mang trong mình một cái tâm trạng náo nức, mơn man, tưng bừng và rộn rã. Cho nên là phần này thì chúng mình sẽ ghi những cái ý chính ở trên slide chị chiếu vào trong vở nhé.
Và tiếp theo này, chúng mình sẽ đi tìm hiểu phần tiếp theo này. Đó là phần 2 của văn bản. Phần 2 của văn bản thì tương ứng với tâm trạng nhân vật tôi lúc ở sân trường. Với phần 2 này thì chúng mình cũng sẽ làm việc tương tự thôi, đó là hãy tìm cho chị những cái chi tiết để miêu tả cho cái tình huống nhân vật tôi lúc ở sân trường, những chi tiết đặc biệt. Có thể là những chi tiết đặc biệt về thời gian này, về không gian này, về khung cảnh này, có thể là khung cảnh về xung quanh này, khung cảnh về con người, khung cảnh về thời gian này, và chúng mình sẽ tìm ra những cái câu văn, những cái chi tiết miêu tả về tâm trạng nhé. Và sau đó là chúng mình cũng sẽ rút ra được tâm trạng của nhân vật trong phần 2 thể hiện ra sao. Và các em đã tìm được những chi tiết đặc biệt giúp miêu tả tâm trạng của nhân vật ở phần 2 hay chưa nhỉ? Trong phần 2 này thì chúng ta có nhìn thấy cái chi tiết miêu tả về thời gian nữa hay không? Chắc chắn là chúng mình sẽ chưa tìm được, sẽ không thể nào mà tìm được những câu văn miêu tả về thời gian của nhân vật trong phần 2 đúng không nào? Bởi vì tác giả đâu có đề cập đến đâu, mà phần 2 tác giả đã đề cập ngay đến cái khung cảnh ở đây đó là khung cảnh về sân trường lúc này thì dày đặc cả người, người nào cũng áo quần sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Và ngoài khung cảnh về không gian sân trường ra thì còn có khung cảnh khác không? Thử suy nghĩ xem nào, thử suy nghĩ và đọc văn bản. Ngoài khung cảnh về không gian ra thì còn khung cảnh nào khác không? Và như chị đã gợi ý ấy, thì khung cảnh ở đây thì có thể là khung cảnh về không gian xung quanh bên xung quanh bên bên ngoài, hoặc là không gian mà trong đó có con người nữa. Nếu như mà về con người trong cái không gian sân trường như thế nào đây, chúng ta sẽ bắt gặp ngay đó là không gian con người gì nhỉ? Người có rất là nhiều người, người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Nhưng mà ngoài ra, không gian về con người lúc này thì lại có điều đặc biệt hơn. Và đặc biệt hơn ở đây, đó chính là sự xuất hiện của nhân vật phụ. Nhân vật phụ ở đây chúng ta có ông đốc này, có thầy giáo trẻ này. Và qua những cái câu văn, ví dụ như là gì nhỉ? Ví dụ như là ông đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò. Và ông đốc đọc tên học sinh này, và hình ảnh ông đốc nhìn chúng tôi này, nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Các em thấy chưa? Thấy con trỏ chuột của chị đang chỉ vào câu văn đấy đấy. Hình ảnh ông đốc hiện lên là nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động này. Rồi ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói: "Thôi, các em lên lớp, đứng đây sắp hàng để vào lớp." Hoặc là hình ảnh ông đốc tươi cười nhấn lại chúng tôi này, nhấn 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 lại chờ chúng tôi, thì hình ảnh con người trong cái không gian này hiện lên thì cũng vô cùng trìu mến, vô cùng chứa chan tình cảm dành cho các em học sinh. Và tâm trạng của nhân vật trong tình huống thứ hai như thế nào đây? Đó sẽ là tâm trạng đầu tiên, chắc chắn là phải cái ngay trong những cái câu văn đầu tiên đã miêu tả về cái tâm trạng của nhân vật. Tâm trạng của nhân vật lúc này là cảm thấy ngôi trường xinh xắn lắm, oai nghiêm khác thường. Trong những cái câu văn gì nhỉ? Trong cái câu văn này: "Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An, bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác, trước mắt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp, sân nó rộng, mình nó cao hơn. Trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng, lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ." Đó, đây là nét tâm trạng đầu tiên của nhân vật, đó chính là tâm trạng lo sợ vẩn vơ đúng không nào? Và nét tâm trạng này còn thể hiện qua câu văn nào nữa? Đó chính là câu văn cảm thấy mình bé nhỏ so với trường, còn tâm trạng cảm thấy mình trơ vơ, xung quanh thì đều là những cái cậu học trò lúng túng và vụng về như mình cả. Các em đã tìm thấy những cái câu văn đó chưa? Đó là câu văn này: "Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp, cảm thấy mình trơ vơ là lúc này, vì xung quanh là những cậu bé vụng
là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước, nói các cậu không đứng lại càng đứng hơn nữa. Hai chân các cậu cứ rành rảng mãi, hết co lên một chân các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả ban tưởng tượng. Chính lúc này toàn thân các cậu như đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong gan lốc. Đoạn văn này mặc dù là miêu tả những cái cậu bé xung quanh mình đấy, nhưng mà dường như ta nhận ra rằng tác giả cũng có trong đây, bởi vì tác giả cũng cảm thấy mình trơ vơ, cũng cảm thấy mình lúng túng giữa toàn những cái cậu bé lúng túng trơ vơ như mình cả, đúng không nào? Và tiếp theo nhé, một cái nét tâm trạng cực kỳ trong sáng, cực kỳ đáng yêu tiếp theo của nhân vật, đó là nét tâm trạng gì nhỉ? Đó là nét tâm trạng này. Trong lúc ông đốc đọc tên từng người, tôi cảm thấy quả tim tôi như ngừng đập. Cái nét tâm trạng đó là gì? Lo sợ này, lo sợ tim như ngừng đập, tự nhiên giật mình và lúng túng này. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi, nghe gọi đến tên tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Cái nét tâm trạng đầu tiên khi mà tác giả mới được bước chân vào sân trường, đúng không nào? Đó là đọc tên, nghe ông đốc đọc tên mình, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cái nét tâm trạng rất là dễ thương, rất là trong sáng của cậu học trò mới bước vào lớp 1, đúng không nào? Và ngoài ra nhá, đợi chị một chút để chị chỉnh. Để chị chỉnh. À, chắc rồi lại mất sách rồi. Bây giờ các em đợi chị một chút để chị chỉnh lại về đồ dùng học tập của chúng mình nhá, để chúng mình theo dõi bài học một cách dễ dàng hơn. Rồi, ok, có ngay đây. Và sau khi mà cái nét tâm trạng rất là dễ thương của tác giả thể hiện qua cái suy nghĩ là cảm thấy tim mình như ngừng đập, thì ngoài ra còn có một cái nét tâm trạng nữa. Đó là nét tâm trạng gì nhỉ? Đó là nét tâm trạng, các em có nhìn thấy không? Đoạn văn này, đoạn văn chị chỉ từ đoạn này nhá. Tôi cảm thấy sau lưng tôi này, đến vuốt nhẹ mái tóc tôi này, thì đây là một nét tâm trạng cũng rất là đáng yêu của bạn nhỏ đấy các em ạ, của tác giả đấy các em ạ. Đoạn văn là gì? Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước, nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ, không giữ được chéo áo hay cánh tay người thân. Vài ba cậu đã từ từ bước lên, đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc, tôi bất giác quay lưng lại, rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Rồi, một cái nét tâm trạng vô cùng dễ thương, và chị nghĩ rằng là bạn nhỏ nào cũng sẽ trải qua cảm giác đó. Đó là tự nhiên nhìn thấy người khác khóc, xong rồi mà trong đúng cái ngày khai giảng ấy, thì các em đang có người thân ở đấy, và các em sẽ cũng cảm thấy rằng là các em cũng muốn, rất là muốn khóc. Và cái nét tâm trạng đó là gì? Tôi bất giác quay lưng lại, rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Ngoài ra trong trong tâm trạng trong cái nét tâm trạng đó, nhưng cái nét tâm trạng rất là bơ ngỡ, rất là đầy lo lắng, đầy lo sợ trong cái ngày đầu tiên khi mà đang ở sân trường, thì còn có cái hình ảnh so sánh cực kỳ hay nói về tâm trạng của nhân vật. Các em có đoán được hay là đã tìm thấy đâu là hình ảnh so sánh đấy chưa? Hình ảnh so sánh nhá, chúng mình hãy xem ở trong sách giáo khoa hình ảnh so sánh nào nhá. Chúng mình đã tìm thấy chưa nhỉ? Chắc chắn là chị đã đoán, chắc chắn là sẽ có bạn tìm được. Tuy nhiên là cũng có bạn chưa tìm được, nhưng mà rồi chúng mình cũng sẽ tìm được. Để chị gợi ý cho các em nhé. Các em hãy nhìn đoạn này, cũng như tôi này, đoạn chị đang chỉ chùa đấy, cũng như tôi này, đến rụt rè trong cảnh lạ này. Và trong đoạn văn này thì có một hình ảnh so sánh cực kỳ hay luôn. Đó là hình ảnh so sánh gì nhỉ? Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Đó là gì? Đó là thiện một cái nét tâm trạng vô cùng người lớn của tác giả đấy các em ạ. Ngoài ra là mặc dù là rất là lo lắng, rất là lo sợ khi mà mới bước vào một môi trường mới, khi mà chưa quen ai cả, rất là lo sợ giữa những người toàn chưa quen, giữa những người vụng về lúng túng như mình cả, nhưng mà lại thể hiện một cái sự gọi là khát khao với học hành, khát khao được học con chữ của nhân vật tôi và đề cao sức hấp dẫn của nhà trường, rất là tuyệt vời đúng không nào? Hình ảnh con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, tất
Họ là những cái con chim con được bên bờ tổ, họ muốn bay nhưng mà còn ngập ngừng, còn e sợ, chứ không phải là họ không thích bay nhá. Đó rất là so sánh, rất là đắt giá đúng không? Hình ảnh so sánh con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay lên, nhưng mà vì còn ngập ngừng, vì còn e sợ, vì còn đang chưa quen với môi trường mới, cho nên là họ chưa dám bay, chứ không phải là họ không muốn bay hay là không thích bay, tức là không muốn học hay là không thích học đấy. Rồi được chưa ạ? Và tiếp theo, sau khi mà tìm hiểu phần 2 xong thì chúng mình đã quen với cái cách mà tìm hiểu văn bản này rồi đúng không? Đó chính là đầu tiên thì chúng mình cần phải chỉ ra giúp chị nhá. Chỉ ra ở đây đó chính là chỉ ra về thời gian đặc biệt này, về không gian đặc biệt này, về nét tâm trạng đặc biệt trong cái phần đấy là gì. Và cuối cùng thì chúng mình cần phải rút ra cho chị cái sự phân tích về tâm trạng của nhân vật trong phần đấy nhá. Và chúng mình sau khi mà đã giải quyết rất là dễ dàng phần 1, phần 2 rồi thì chắc chắn là sẽ giải quyết cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng với phần 3 thôi các em ơi. Và phần 3 của văn bản này đó chính là phần nhân vật tôi trong lớp học. Vậy về khung cảnh lớp học, về tâm trạng có điều gì đặc biệt hay là có điều gì khác so với phần 1, phần 2 hay không thì chúng mình cùng nghiên cứu văn bản trong một ít phút và sẽ cùng gợi ý và trả lời với nhau nhé. Chúng mình hãy đọc phần 3 và tìm giúp chị những chi tiết đặc biệt để miêu tả nhân vật tôi trong lớp học. Chị sẽ để cho chúng mình thời gian im lặng một vài phút nhé để chúng mình đọc xong phần 3. Và sau đó chúng mình sẽ trả lời với nhau. Phần 3 thì cũng khá là ngắn, cho nên là chúng mình có thể đọc nhanh và suy nghĩ thật nhanh và trả lời câu hỏi giúp chị nha. Rồi ạ, à, chúng mình đã tìm ra những chi tiết đặc biệt để miêu tả cho phần 3 hay chưa nhỉ? Chi tiết đặc biệt thì cũng như hai phần trước thôi, chúng mình có thể tìm là tìm về khung cảnh này. Khung cảnh ở đây thì có thể là khung cảnh về không gian này, về thiên nhiên xung quanh này, về cảnh vật xung quanh này, hoặc là chúng mình có thể là tìm những cái chi tiết đặc biệt miêu tả tâm trạng của nhân vật này. Các em đã tìm thấy chưa? Đâu là chi tiết đặc biệt miêu tả về tâm trạng của nhân vật trong lớp học đây? Về khung cảnh lớp lúc này thì có sự thay đổi gì không? Nếu như là ở phần 1 thì khung cảnh tác giả đó là đi trên con đường làng đúng không nào? Khung cảnh ở phần 2 thì là khung cảnh nhân vật tôi đứng ở sân trường làng Mỹ Lý. Thì với phần 3 này, khung cảnh đã có một sự thay đổi chuyển biến rất đặc biệt. Đó là từ ở ngoài sân trường, từ ở trong sân trường thì bây giờ đã chuyển vào trong lớp học, chính xác rồi. Cho nên là bây giờ thì chúng mình sẽ ghi ý chính nhá. Đó là khung cảnh trong lớp học. Lớp học thì trông cái gì cũng hay hay, trông cái gì cũng lạ lạ. Đoạn bắt đầu từ một mùi hương lạ xông lên trong lớp, trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Đó, một cái khung cảnh đã được thay đổi rồi đúng không nào? Mùi hương lạ xông lên trong lớp, bắt đầu từ khứu giác này. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Lúc này thì lớp học trong trong cái sự tưởng tượng của tác giả vô cùng lạ lẫm, bởi vì trước đây tác giả đã được đi học đâu, đã được tiếp xúc với cái môi trường, đã được tiếp xúc với cái ngôi trường giáo dục đâu, cho nên là bây giờ tác giả ngồi và tác giả ngồi ở đây khi mà bước vào lớp học thì thấy ôi sao mà lạ lẫm quá, những cái cảm giác rất là trong trong trẻo, rất là non nớt đúng không nào? Và về con người này, con người ở đây thì sao? Con người trong đoạn văn này thì được miêu tả đó là nhìn người bạn chưa quen nhưng cũng không cảm thấy xa lạ. Một cái câu văn rất là hay. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì có đoạn tác giả viết là tôi nhìn bàn ghế gỗ, chỗ tôi ngồi cẩn thận,
rồi tự nhiên nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá, đến tôi cũng không dám tin là có thật. Tức là đoạn này, mặc dù là lớp học mới đấy, mặc dù là con người, mặc dù là người bạn mới đấy, nhưng mà dường như tác giả lại cảm thấy rằng mình rất là quen với người bạn ấy, mình rất là quen với lớp học đấy, bởi vì chúng ta cảm thấy được rằng có một cái sự trưởng thành trong tâm trạng của tác giả. Chỉ phải chăng đó là một cái tâm trạng rất là yêu thích cái việc học, rất là yêu thích cái ngôi trường, cho nên là cái sự hòa nhập nhanh chóng ấy mới đến một cách vội vàng như vậy. Đó là thể hiện trong cái câu văn sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá, đến tôi cũng không dám tin là có thật. Cái tâm trạng của nhân vật lúc này rất là muốn được đi học, muốn được trau dồi kiến thức, cho nên là mặc dù ở trong một cái ngôi trường mới, mặc dù là ở trong một lớp học mới, mặc dù là nhìn những cái người bạn xa lạ, nhưng mà tự nhiên lại cảm thấy thân quen hơn, tự nhiên lại cảm thấy đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của bản thân mình, đúng không nào? Và tâm trạng của nhân vật trong phần 3 này thì có gì khác so với phần 1 và phần 2 hay không nhỉ? Với phần 1 này, phần 1 chúng ta nhớ lại kiến thức một chút nhá. Phần 1 tâm trạng của nhân vật sẽ là rộn ràng này, sẽ là náo nức này, sẽ là nôn nao trên con đường đến trường này. Phần 2 thì sẽ là lo sợ này, mặc lúc đầu thì sẽ là lo sợ nhá, lo sợ sẽ là vụng về, sẽ là lúng túng này, rồi có cả lúc mà khóc giả khóc mà, rồi nhưng mà sau sau cái tâm trạng vụng về, sau cái tâm trạng lúng túng đó thì chúng ta lại bắt cả một cái nét tâm trạng, đó là gì? Muốn bay, muốn tiếp cận với tri thức, tức là sự trưởng thành. Bây giờ nói tóm lại là phần 1 này, tâm trạng nôn nao, tâm trạng mong ước để đi học này. Phần 2 này vẫn là cái tâm trạng muốn được tiếp cận đến con chữ này, đề cao cái việc học, đề cao sức hấp dẫn của nhà trường này, thì phần 3 này cái tâm trạng đã được thay đổi khác rồi đấy các em ạ. Và tâm trạng được thay đổi khác qua câu văn nào đây? Qua câu văn là tôi chưa bao giờ cảm thấy xa mẹ như bây giờ. Bởi vì sao các em biết không? Bởi vì trước đây có một đoạn tác giả đã giải thích là trước đây thì tác giả cũng đã đi chơi cả ngày, nhưng mà bây giờ thì lại cảm thấy xa mẹ hơn bao giờ hết. Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lê Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. Và đoạn văn này thì tức là thể hiện điều gì nhỉ? Khi mà đi chơi thì mình mải chơi lắm, mình còn non nớt, mình còn lúc ấy mình còn ngây thơ, mình còn chỉ ham vui thôi. Mình đi chơi mình chỉ tập trung vào cái trò chơi, mình chỉ tập trung vào cái niềm vui đấy với chúng bạn thôi. Nhưng mà bây giờ ở trong lớp học thì lại là một cái tâm trạng hoàn toàn khác nữa. Mình phải tập trung, mình phải nghiêm túc, mình phải người lớn hơn. Cho nên là lúc này thì tác giả bỗng cảm thấy nhớ mẹ hơn bao giờ hết. Và chị tin chắc rằng là khi mà các em nhớ về cái kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của mình và chúng mình ngồi vào trong lớp học thì chúng mình hoàn toàn hiểu, hoàn toàn đồng cảm với tác giả đấy các em ạ. Bởi vì chị thì cũng như tác giả, hoặc là em thì cũng như chị và cũng như tác giả thôi. Đó là khi mà chúng ta rời xa mẹ của mình và chúng ta đến với một môi trường mới, đến với những cái người bạn mới, và chúng ta chưa tìm thấy được cái niềm vui ngay của sự học tập ngay được, thì lúc ấy thì lúc đầu thì chúng ta sẽ rất là cảm thấy nhớ gia đình, nhớ mẹ, và rất là nhớ mẹ, rất là tủi thân, đúng không nào? Tuy nhiên cái nét tâm trạng diễn biến tiếp theo lại cực kỳ bất ngờ. Đầu tiên nhé, chưa bao giờ cảm thấy xa mẹ như bây giờ, nhưng cái nét tâm trạng thứ hai của tác giả mới là điều mà chị thấy cực kỳ ấn tượng trong phần 3 này. Đó là cái tâm trạng vòng tay lên bàn, chăm chỉ nghe, nhìn thấy viết và đánh vần nhẩm đọc theo. Đầu tiên thì là vẫn là cái nét tâm trạng này, chưa bao giờ cảm thấy xa mẹ như bây giờ. Và cái nét tâm trạng thứ hai vẫn là gì? Nhớ lại cái kỷ niệm được đi chơi, đưa mắt thèm thuồng nhìn cánh chim tự do đang là gì nhỉ? Đang là bay lượn trên bầu trời này. Đấy, thì rất là thèm thuồng, rất là mong muốn được tự do như cánh chim được trao lượn thoải mái, thích bay đi đâu thì bay hoặc là thích dừng ở đâu thì dừng. Nhưng mà
qua hai cái nét tâm trạng đấy thì lại cái nét tâm trạng thứ ba này. Nếu như bây giờ các em ngồi trong lớp học như này đi, ngồi nghiêm túc như chị này đúng không, rồi ok ngồi nghiêm túc như thế này mà chúng mình lơ đãng nhìn ra ngoài cửa đấy, chị đang miêu tả cái hình ảnh mà chúng mình đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa như thế này nhá, thì thường là sao nhỉ, thường là giáo viên như chị đây đứng ở trên bục giảng thì sẽ phải kiểu là anh A, à hoặc là bạn A, bạn B tập trung vào bài giảng, hoặc là nhìn lên trên bảng cho chị, nhìn à nhìn lên trên bảng cho cô. Đấy, thì nghĩa là chúng ta, những cái người giáo viên như chị thì cần phải có một cái sự đánh thức với các em đúng không nào? Khi mà các em đang hơi bị sao nhãng một chút, hơi bị cái tâm hồn treo trên mây lơ lửng một chút, đang trao lượn theo cái cánh chim một chút như thế, thì chị cần phải là người đánh thức, cần phải là người mà giúp các em trở về với cái hiện thực. Thì ở đây thì tác giả rất là người lớn đấy các em ạ, bởi vì tác giả không cần cái sự đánh thức đó, không cần cái sự gọi của thầy cô giáo đó, mà tác giả lại khi mà chỉ cần nghe thấy tiếng phấn của thầy viết trên bảng, thì tác giả đã tự đưa cái tâm hồn mình về với hiện thực, rằng với hiện hiện thực ở đây là tôi đang ở đây, tôi cần phải học chăm chỉ. Thì chỉ cần nghe cái tiếng viết bảng của thầy thì tác giả đã tự vòng tay lên bàn và ngồi chăm chỉ nhìn thấy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc bài tập viết tôi đi học, một cái sự tự giác cực kỳ lớn ngay từ ngày đầu tiên tác giả đi học đúng không nào. Và chúng ta cần phải ghi nhận, cần phải thấy cái tâm trạng của tác giả diễn biến rất là bất ngờ và rất là độc đáo. Và chúng mình sẽ ghi lại cái nét tâm trạng, sự phân tích ở đây nhá, sự phân tích về nét tâm trạng qua phần 3, đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành trong nhận thức và tình cảm ngay từ ngày đầu tiên đi học. Vậy là chúng mình đã vừa phân tích xong tâm trạng trong 3 phần của văn bản tôi đi học rồi đấy các em ạ. Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.